Hồng Đăng bất ngờ được khán giả quay xe ủng hộ khi để lộ hành động bí mật tại Tây Ban Nha. Bộ phim Thư Ngày Nắng Về chắc hẳn là tác phẩm phim truyền hình được bàn luận nhiều nhất trong thời gian qua. Không chỉ thành công về mặt nội dung và diễn xuất, bộ phim còn nhận được sự quan tâm sau ồn ào của Hồng Đăng và Đức Xuân trong bộ phim. Nam diễn viên Hồng Đăng không thể xuất hiện những tập cuối phim do vướng ồn ào tại Tây Ban Nha, khiến nhiều khán giả phải tiếc nuối. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn xuất hiện theo cách bất ngờ, đó là cuộc gọi với Duy. Dù vậy, nhưng một số khán giả lại cho rằng đó không phải là giọng của Hồng Đăng mà là một người thay thế nào đó. Mới đây, theo nguồn tin từ tờ An ninh Thủ đô, kịch bản khoảng 10 tập cuối phim Thư Ngày Nắng Về đã được chỉnh sửa lại vào phút chót. Giọng nói của nhân vật Đức Xuân trong cuộc gọi đó chính là giọng của Hồng Đăng. Được biết, Hồng Đăng đã trực tiếp thu âm giọng nói cho phù hợp với hoàn cảnh này và gửi về cho đoàn phim Thư Ngày Nắng Về biên tập làm hậu kỳ. Có thể thấy dù vướng ồn ào tại Tây Ban Nha nhưng Hồng Đăng vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình cho tới phút chót. Thông tin này được đăng tải ngay lập tức khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Dư luận chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Có người ủng hộ tinh thần vì nghệ thuật của nam diễn viên, dù vướng ồn ào nhưng vẫn cố gắng thu âm để bộ phim có cái kết hợp lý, hợp tình nhất có thể. Tuy nhiên cũng có người mỉa mai Hồng Đăng về những ồn ào đã xảy ra. Một bộ phận nhỏ còn cho biết sẽ tẩy chay những bộ phim có nghệ sĩ vi phạm pháp luật và không có đạo đức. Cách đây vài ngày, Hồng Đăng đã xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của dư luận sau khi cùng Hồ Hoài Anh trở về từ Tây Ban Nha. Theo đó, nam diễn viên có thái độ thoải mái khi đi cà phê cùng bà xã sau khi về nước. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn được dư luận quan tâm. Theo Tiền Phong đưa tin, đại diện Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi về việc liệu có phải Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị trục xuất về Việt Nam theo quyết định của chính quyền Tây Ban Nha hay không. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, vào ngày 8 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã thông tin chính thức về sự việc hai nam nghệ sĩ. Trong đó, Tòa án Tây Ban Nha đã trả lại hộ chiếu cho hai công dân vào ngày 3 tháng 8 do họ đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa án. Hai công dân được Đại sứ quán Việt Nam khẳng định đã rời Tây Ban Nha và báo chí trong nước đưa tin họ đã về đến Việt Nam. Ngoài ra, bà Hằng còn cho biết trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian này sẽ phối hợp với cơ quan sở tại và trong nước để thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, trong khi vụ án vẫn tiếp tục được điều tra. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ông Tạ Quang Đông xác nhận với truyền thông hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về nước vào chiều 7 tháng 8. Sau khi về nước, hai nghệ sĩ sẽ phải làm việc với cơ quan chủ quản. Tuy nhiên, sau đó vào ngày 8 tháng 8, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết đến giờ nhà hát vẫn chưa liên lạc được với Hồng Đăng. Về phía Hồ Hoài Anh, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết nhà trường vẫn chưa thể liên hệ được với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Tôi chưa nhận được thông tin chính thức từ Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Tôi mới chỉ biết việc Hồ Hoài Anh đã về nước qua báo chí đưa tin. Tôi đang xác minh thông tin xem Hồ Hoài Anh đã về chưa, sau đó mới yêu cầu ban chủ nhiệm khoa âm nhạc truyền thống liên hệ với gia đình và mời Hồ Hoài Anh lên làm việc. Trước đó, vào tháng 6 năm 2022, thông tin vụ việc hai nam nghệ sĩ người Việt Nam bị cáo buộc cưỡng bức một cô gái 17 tuổi người Anh khiến cả showbiz rúng động. Đáng chú ý, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng là hai nhân vật có mặt cùng tại địa điểm xảy ra sự việc và có độ tuổi tương ứng với hai nam nghệ sĩ Việt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả hai nghệ sĩ đều im lặng và chưa lên tiếng chính thức.